Cái này là mít nè cả nhà. Mít mình xay ra cỡ nó nhừ ra như vậy nè, mình chế nước vô, mình lột mít ra cái mình chế nước vô quá cả nhà. Cái mình lấy cái máy xay mình xay vậy nè. Khi nào mà mít á nó nhừ ra hết, nó rã ra hết như vậy nè là được rồi nha cả nhà. Rồi mình để trong tủ lạnh, mình để trong tủ đông á, tủ đá cỡ 3 tiếng mình lấy ra đánh một lần, 2-3 tiếng á, 2 tiếng đi, 2 tiếng á mình lấy ra mình đánh, mình lấy cái máy này mình đánh một lần để cho cái kem của mình á nó dẻo quá cả nhà. Đó, bây giờ mình đậy nắp lại mình bỏ vô tủ lạnh nha. Đây là cái kem của mình để trong tủ lạnh sau khi để trong tủ đá 2 tiếng nè cả nhà. Mình sẽ gửi cho cả nhà xem. Đó, nó kẹo lại như vậy nè, thấy không? Ở trên cái phần trên nó hơi bị đông, nó hơi đông đá nè. Mình sẽ lấy cái máy xay. Mình xay nó một lần nữa. Mình xay đều như vậy hết nha cả nhà. Đó. Bây giờ mình đậy lại. Đậy vô, để vô tủ lạnh. 2 tiếng sau mình lấy ra mình đánh thêm một lần nữa nha cả nhà. Mình đánh 2 lần lại được rồi. Thì mình đánh 3 lần cũng được, mình đánh nhiều thì kem mình nó mịn chứ không có gì hết á. Đó. Đây cái kem của mình à. Sau khi để trong tủ lạnh lần thứ hai nè cả nhà. Đó, nó đông lại, nó hơi đông đông lại rồi thấy không? Còn chỗ này thì nó cứng ngắc luôn rồi nè. Đó. Mình đánh thêm một lần nữa là lần thứ hai đó nha cả nhà. Mình đánh 2 lần thôi. Còn cả nhà muốn ăn dẻo, thiệt là dẻo nữa là cả nhà đánh 3 lần cũng được. Mình ở đây làm mình đánh thêm một lần nữa thôi nha, là 2 lần á. Mình đậy nắp lại. Bỏ vô tủ lạnh, ngày mai là mình có thể ăn được. Bây giờ kem của mình để qua ngày rồi nè. Qua một đêm rồi đó. Bây giờ mình lấy ra. Cả nhà, à cái món kem mít tú nữ của mình đã xong rồi nè cả nhà ơi. Lạnh quá mình phải để ở trên cái dĩa như vậy nè, để cho nó không có nhiễu nước xuống. Bây giờ á mình sẽ cắt ra rồi bể cái hộp rồi cả nhà ơi. Tệ thiệt. Mình đem đi rửa dưới nước á, cho cái xung quanh này nó rã ra một xíu cả nhà. Mình gỡ ra cho nó dễ á. Nhìn kem của mình nè. Anh ăn không? Không. Ăn? Không. Mình cắt ra cả nhà ơi. Mình nghĩ là chắc nó sẽ ngọt lắm. Do kem này á, mít không mà mít nhiều quá cho nên nó dẻo quá cả nhà. Cái dao nhỏ quá. Cái gì đâu? Hồi nãy cái gì? Ảnh ổng nó ở không ăn, ổng cũng vô nữa. Cho xe lại á. Nì phao à, nì trang. Miêu xa cái gì. Ờ, thằng nó nhiều quá. Nó dẻo dẻo luôn á cả nhà ơi, cả nhà càng đánh nhiều á thì kem nó càng dẻo nha. Nãy đi nãy coi mình đánh nhiều á thì kem nó dẻo. Ở đây là mình có chè đậu đỏ nè, chè đậu đỏ Việt Nam mình nấu với khoai môn đó.
Cái này mình làm cho mấy em nhỏ ăn ngon lắm á, mấy em nhỏ khoái lắm á. Cả nhà muốn ngon béo nữa thì mình để mua loại kem á. Phẳng bên là bùi ao xa. Người ta sắn ở trứng giữa là nó chảy kem, do kem mình mới lấy ra trong tủ lạnh á, cho nên nó hơi lạnh, nó hơi cứng như vậy á nha, nhưng mà ăn rất là dễ luôn. Thật sự ngon lắm nha, xứng đáng đồng tiền. Nó là lệnh ice cream dùng tàu chè nì ba đèo mà, nì dùng tàu xe ba đèo mà, không có tàu mà sa bu tàu đứng che xưa chăng sa bu tàu quá bu tàu mà đi sự nhiều bu tàu siêu bu tàu siêu bu tàu đứng che chăng xiềng siêu bu tàu khăn nì khăn nì bị cười nhau xèo xiên nè. Mình đánh hai lần đó cả nhà. Siêu bu tàu chăng thì chèn siêu bu tao hả? Trời ơi, lần đầu tiên ăn kem mà ăn bằng dao, mới lấy ra nó còn hơi cứng, nhưng mà nó cứng không phải giống như kiểu giống như đá đâu nha. Tại vì cái này á mít nhiều quá cho nên nó dẻo á, ăn nó dẻo dẻo mà chứ không phải giống như nước đá đâu nha. Tại vì cái này mình xay ra nhuyễn rồi đó. Xen liễu rẽn chăng đó. Dạ. Nhìn lên quỷ. Nó không có thơm nực nồng nha. Nhưng mà ăn cái kiểu giống như sầu riêng vậy á, hào xen liễu rẽn chăng hả? Nhìn cái mỏ ông ăn cũng giọng ổng ghê, ngon không? Không. Chồng mình ăn lạnh không được cả nhà. Ở đây mình có chén chè đậu đỏ. Hôm qua mình nấu chè đậu đỏ Việt Nam á. Mình nấu mình bỏ khoai môn vô ăn, nó bùi nó béo ngon lắm. Nấu chút xíu đậu à. Mà anh chồng mình vớt đậu ăn hết. Tại mình làm video mình ăn hay thôi chứ mình ít khi nào mua đồ lạnh ăn lắm. Cái này mà có sữa đặc á, để vô ha. Cây xay lên ăn nó béo béo, nó thơm nữa. Cái gì chọn tha lừng tha y sư hỏa mà. Nó lạnh đó nha nhà, bởi vì vậy nè, vừa dứt tới đâu rồi nó chạy kem nó mau chảy rồi. Lạnh đó, chồng anh chồng mình lạnh. Tên hả? Ủa sứ tao liễu lẻn thì chèn này mía ủa sứ tao liễu lẻn nè. Vô kem dẻo quá cả nhà, cho nên nó ngày xưa á, ngày xưa cạnh cho tao xem liễu lẻn siêu là mía đã siêu rồi, xưa mía ủa tao liễu lẻn à, ngon lắm luôn. Làm vậy á, mình để nước vô á, mình xay á, không có giống như đá đâu, cho nó bớt ngọt á. Chứ mít này mà xay không là nó ngọt dữ lắm, chịu không nổi đâu. Mình không có để kem vô. Để kem vô xay á, nó mịn hay giống như là kem bán ngoài tiệm luôn. Nói chung là mình xay càng nhiều lần thì kem của mình nó lên nó đặc á. Nó đặc thì nó càng mịn. Cái này mà mua cái cây mà dứt kem mà cả nhà. Chợ nhà mà cách đi xã hội đó cả nhà, ăn được mấy cái món này là quý lắm ạ.
nhà mẹ mình có trồng mít á. Mẹ nói chín ha, chín mà ở trên chín cây luôn á. Bỏ trên cây chín cây luôn á. Chảy nè cả nhà. Chảy mít ra luôn. Ăn mít mà chảy ra. Ừ. Sơ mít nè. Ngon. Tới chị ăn nhi. Quýnh chua. Ngọt. Ăn giống mùi sầu riêng cái kìa. Ăn thấy khủng á. Sữa tao đủ rẻ mà. Làm kem xong mà ăn có khẩu vị giống như sầu riêng á. Này mình đánh hai lần rồi đó nha. Mình đánh hai lần bỏ tủ lạnh. Mình đánh xong mình đổ đánh đều qua nghe bỏ tủ lạnh. 2 tiếng. 2 tiếng xong ha. Cái lấy gà đánh thêm lần nữa bỏ tủ lạnh. Đánh hai lần vậy á. Muốn dẻo nữa thì đánh 3 lần. Kem của mình mạnh. Mình làm cái này cũng đơn giản thôi. Không để loại kem mà để vô trong đó đó mình không có để nữa. Mình chỉ để nước thôi cả nhà, để ít hơn nha, để nhiều quá là đông đá. Ăn đá không luôn á. Dẻo dẻo à. Dứt tới đâu mà nó dẻo tới đó nè, ăn xung quanh nè. Tại vì nó dẻo nó mau tan. Nga bên này muốn chơi thì chơi bên ạ. Một xin hả? Đây kể mẹ ăn. Ngon quá. Múc chén chè đậu đỏ ra mà không dớ tới luôn. Này mình mua bên Việt Nam á. Ăn đậu đỏ ăn tiết kiệm mà không dám nấu nhiều, mỗi lần nấu cỡ nắm. Để nước cốt dừa. Cái này làm kem ăn ngon lắm trời. Đi chơi chơi cái đi chơi ra cửa. Để anh tin chơi sỏi như bỏ. Hảo á. Hảo. Thôi video làm kem mít tú nữ của mình đến đây kết thúc cả nhà. Thì cả nhà có ở nhà có mít á, mít nhiều ăn không hết á, làm giống mình ăn thử coi. Ngon lắm. Mà thì thôi video của Nguyên đến đây kết thúc rồi cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ hai vợ chồng Nguyên nha. Nguyên chúc cả nhà một ngày mới thật là bình an nha cả nhà. Xin cảm ơn, chào tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn, chào tạm biệt cả nhà.